sau những hình ảnh lộ diện tại cảng được chia sẻ rộng rãi, Mitsubishi Spander 2022 lần này đã được bắt gặp lăn bánh trên đường. So với chiếc xe nằm tại cảng, chiếc này đã được che kín logo, tuy nhiên lại có thêm biển số. Đây là biển số tạm của tỉnh Đồng Nai. Điều này hứa hẹn ngày ra mắt Spander mới sẽ không còn xa. Hiện chưa rõ chiếc Spander này là bản nhập khẩu hay lắp ráp trong nước. Ở bản cũ, mẫu xe này vừa có xe nhập, vừa có xe lắp ráp. Đây là bản nâng cấp facelift của Spander. Do là bản facelift nên ngoại hình của xe không có thay đổi quá nhiều. Kích thước và kiểu dáng tổng thể giữ nguyên. Cụm đèn trước dạng LED kiểu mới góc cạnh hơn kết hợp đèn định vị LED ban ngày. Đèn hậu nay có giao diện LED bắt mắt hơn. Bộ vành 5 chấu vẫn có kích thước như trước nhưng đổi thiết kế cứng cáp hơn. Nhiều khả năng đây là phiên bản cao cấp với hộp số tự động. Một số chi tiết cho thấy điều đó là viền lưới tản nhiệt chrome, trục gương chrome, viền kính chrome cùng cụm đèn chiếu sáng chính LED. Thông qua hình ảnh chiếc xe được chụp tại cảng, có thể thấy nội thất xe cũng có một vài thay đổi nhỏ nhưng đều là những chi tiết đắt giá. Ví dụ như màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay, vô lăng 3 chấu kiểu mới trông sang hơn cùng phanh đỗ điện tử. Thiết kế bảng điều khiển phía trước trông vuông vắn hơn trước. Chi tiết động cơ và hộp số chưa được tiết lộ. Nếu giống thị trường Indonesia, mẫu xe này sẽ có thay đổi lớn từ hộp số tự động 4 cấp sang loại vô cấp. Spander bản nâng cấp mới đã có mặt kịp thời khi phân khúc xuất hiện thêm hai đối thủ mới của Toyota là Veloz Cross và Avanza Premier. Trong đó, Veloz Cross là đối thủ đáng gờm với nhiều trang bị hiện đại cùng giá bán từ 648 triệu. Tuy nhiên, trong tháng trước, Spander vẫn thể hiện sự vượt trội hơn về doanh số so với tân binh Veloz Cross, bán 1.662 xe so với 649 xe. Xe cộ,